Ngày 25 tháng 12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an C03 đã ra quyết định khởi tố bị can với ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch tỉnh An Giang, về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Xác nhận với tuổi trẻ, Trung tướng Tô Ân Sô, người phát ngôn Bộ Công an cho biết các lệnh khởi tố bắt tạm giam đã được tống đạt cho bị can. Đồng thời, lệnh khám xét nơi ở và nơi làm việc của ông Nguyễn Thanh Bình cũng đã được thực hiện chiều 25 tháng 12. Chủ tịch tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình bị khởi tố trong quá trình C03 điều tra vụ án vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác, kinh doanh cát của công ty cổ phần đầu tư trung hậu tổng 68 tại Mỏ Cát trên địa bàn xã Mỹ Hiệp và Bình Phước Xuân, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang. Đây là đường dây khai thác cát lậu lớn nhất trên địa bàn tỉnh từ trước đến nay bị công an điều tra, Liên quan vụ án này, trước đó ngày 25 tháng 8, cấp phó của ông Bình là ông Trần Anh Thư, phó chủ tịch tỉnh An Giang, bị C03 khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam để điều tra về tội nhận hối lộ. Cùng tội danh nhận hối lộ, ông Nguyễn Việt Trí, giám đốc sở tài nguyên và môi trường tỉnh An Giang cũng bị khởi tố hồi giữa tháng 8.